Đây hả cô? Cậu để trong này nè. Nè, cậu nghỉ tay một chút đi. Nè, tiền của cậu nè. Dạ. Mà cậu nghỉ ngơi chút xíu đi cậu đâu. Chứ tôi thấy cậu làm quần quật từ sáng tới giờ đó. Cậu còn không mệt sao? Dạ, con ráng làm để giao hết hàng trong buổi sáng. Tại buổi chiều á, con còn qua làm bên làng mới rồi cắt cỏ nữa. Trời ơi, tôi thấy cậu bị gù vậy á, mà cậu siêng năng chăm chỉ ghê á, chẳng bù cho thằng Tây. Cái chân nó dẻo có chút xíu à, mà tay có bị gì đâu. Mà nó làm cái gì nó cũng than thở. Ủa, mà anh tới đây làm, cô giao việc gì cho anh làm hả? Hôm qua đó, nó có nhận giác mà nó giác có bằng nửa cậu à. Mà nó có làm xong đâu. Nó nằm ườn ra đó than mệt, nó cái phát ghét à. Chắc là anh bị đau ốm gì đó. Trời ơi, đau ốm gì, nó làm biến đó. Không sao đâu, đi con làm xong việc ở đây á, con qua bệnh con phụ ảnh. Đó, thấy chưa, cậu lúc nào cũng nói đỡ cho nó hết trơn á. Mà nó có biết ơn cậu không hả? Trời, ơn nghĩa cái gì chứ. Tụi con anh em nối khố với nhau từ nhỏ mà. Cùng hoàn cảnh mồ côi tật nguyền như nhau nữa. Sớm làng ai cũng biết tụi con đông tây không thể nào tách rời được mà. Cậu á thì lúc nào cũng thấy nó nhờ giả cậu hết trơn á. Mà tôi thấy bạn bè phải có qua có lại chứ. Tôi thấy làm như nó lợi dụng á. Dạ không có đâu. Ông Tây ơi. Ông Tây ơi. Cái gì vậy? Ông đâu rồi? Ui da, đau bụng quá. Ui da, đau bụng quá. Cứu tôi với. Ông Tây hả? Ui da, có ai? Ông Tây. Ủa, Đông hả? Bụng tôi đau quá Đông ơi. Ủa, ông bị sao vậy? Cái bụng không biết sao, đau quá. Đau muốn chết luôn vậy. Ui da, đau. Đau chỗ nào vậy? Đau hết nguyên cái bụng á. Ai biểu ông ráng làm chi vậy? Mệt á thì cứ xin nghỉ đi. Nhận tiền bao hàng này chi vậy? Đau quá Đông ơi. Giờ không nhận thì biết sao giờ. Nghỉ rồi lấy gì ăn, đói chết luôn á. Ui đau quá, đau quá. Thôi, được rồi. Tôi ráng. Tôi ém cái đau xuống để tôi vác cái bao này, tôi giao cho ông Chính. Chưa trễ ổng là chết luôn à. Để tôi đỡ. Nè thôi. Trời, đứng lên một cái nó thốn tới tận rốn luôn á. Trời. Thôi được rồi. Nè, đau quá vậy thì về nhà nằm nghỉ ngơi đi. Để cái bao hàng này á tôi giao cho ông Chính. Cảm ơn ông nhiều nha, bài tốt. Nhưng mà ông giao thôi, ông đừng có nhận tiền công. Tiền công tôi nhận hết rồi. Rồi, tôi biết rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi giao cho. Đau quá, đi nằm xí rồi đi về. Úi da. Ôi trời ơi đau. Nè, về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi giao cho. Ông đúng là bạn tốt của tôi. Nhớ nhanh giùm nha. Trễ ổng la tôi chết đó. Úi da. Chà. Giờ đi về ngủ thôi. Tây ơi, tôi đem thuốc cho ông nè. Thuốc của ông. Để tôi xác chén thuốc trị đau bụng cho ông nè. Bộ ông hết đau rồi hả? Sao? Nè, đau bụng ăn mấy thứ này khó tiêu lắm. Sao không nấu cháo mà ăn? Tôi bớt rồi. Nhưng mà giờ đói quá, người ta cho cái gì ăn cái đó. Với lại tôi cũng đỡ rồi. Nhưng mà thuốc thì tôi cũng đã lỡ sắc rồi. Hay là để phòng hở ở đây đi. Khi nào đau bụng thì uống nha. Cảm ơn ông nha. Nếu như mà ông hết đau rồi á, ngày mai mình đi rừng chặt củi đổi gạo nha. Vậy mai hả? Ủa thì hôm bữa ông hẹn tôi mà, ông quên rồi hả? Ngày mai. Mai đi thì đi, cũng lỡ hứa với ông rồi. Nè, nhưng mà đi á, mai nhớ đừng có ngủ quên nha. Sáng mai khi nào đi tôi qua tôi kêu ông. Ông Tây. Vậy đi đốn củi ông Tây ơi. Ông Tây.
Tôi mệt quá ông Đồng ơi. Đau quá. Nè, ông đau gì vậy? Cái chân. Hôm qua lúc tôi về á, tôi đạp trúng cái cây gai độc. Rồi bây giờ á, nó hành tôi sốt, tôi chóng mặt mà nhức đầu. Muốn ói luôn nè. Sao tôi đi làm nổi? Nhưng mà tối hôm qua tôi thấy ông vẫn bình thường mà, có gì đâu. Ai biết đâu. Thì hôm qua vẫn đi bình thường mà sáng nay nó hành quá hành nè. Sao ông vô ý quá vậy? Thôi, hai lá thuốc đắp vô cho mau lành đi. Thì chân cẳng tôi tật quyền chứ có phải lành lặn như là ông đâu. Mà biết đường tránh gai. Tôi tưởng có bạn đi cùng cho vui. Không thì cũng không sao. Nhưng mà ở nhà nhớ cho mau lành nha. Thôi đi, tôi da đau quá. Tôi đi nha. Ông đi mình nha. Đúng là bạn tốt của tôi mà. Da đau quá. Thôi ông đi, tôi tự lo được. Bà ơi là bà. Vợ chồng mình bao năm nay đầu ấp tay gối, mà nay bà bệnh nặng như vậy lại không có thuốc thang cho bà. Bà tỉnh lại đi bà ơi. Bà ơi, tôi bất tài quá, tôi không thể cứu được bà ơi. Bà ông ơi, có chuyện gì mà sao ông ngồi ở đây khóc than ai oán vậy? Đây là nhà của lão. Lão thương bà vợ già chung thủy của mình. Bà ấy đang thập tử nhất sinh. Lão đây có biết phương thuốc để cứu chữa, nhưng mà lực bất tòng tâm nên lão càng giận mình hơn. Sao ông biết phương thuốc mà ông không cứu bà? Lão được thần tiên cho một phương thuốc diệu kỳ, nhưng mà không thể nào tìm đủ nguyên liệu để sắc ra phương thuốc ấy. Phải chi ta còn trẻ, ta còn đủ sức lực, thì ta đã có thể cứu được vợ ta rồi. Vậy có nguyên liệu nào mà không tìm được vậy? Ông cho con biết đi, may ra con sẽ tìm giúp ông. Có thiệt vậy không hả? Cậu nói thiệt sao? Cậu sẵn lòng giúp ta sao? Ông đừng có nghĩ con tật nguyền như vậy mà nghi ngờ. Con mang cái bướu này từ lúc con mới sinh ra rồi, cho nên con thấy quen rồi, không có thấy cản trở gì cả. Vậy sao? Vậy ta không ngại nói thẳng, trong phương thuốc thần kỳ này ta chỉ thiếu mỗi một viên ngọc trai, từ một loại trai sống trong hồ ở trên đỉnh núi. Nếu như quả thật ông cần để cứu mạng bà, thì con hứa sẽ bằng mọi giá sẽ mang về cho ông. Ông hãy chờ con nha. Vậy thì cậu đi nhanh đi. Cậu hãy men theo con suối tới thượng nguồn. Có một cái hồ ở trên đỉnh núi, người ta gọi là hồ Tiên Sa. Cậu phải lội xuống và phải thật tinh mắt mới tìm thấy con trai nó sống ở dưới đáy. Đây chắc là hồ Tiên Sa rồi. Ta phải xuống tìm ngọc trai mới được.
Chắc đây là viên ngọc trai mà ông lão cần. Mình phải mau đem về cho ông lão trị bệnh cho bà lão mới được. Đúng là ngọc trai của Hồ Tiên Sa đây rồi. Ta sẽ hòa với thuốc để cho vợ ta uống ngay. Bà ơi, bà nhất định phải khỏe nha bà. Kìa cậu, cậu nhìn mặt vợ ta đã hồng hào lên hẳn rồi đó. Dạ phải đúng không? Nhất định là vợ ta sẽ tỉnh lại. Ông ơi, tôi chưa chết sao ông? Đã có thuốc tiền thì làm sao mà bà chết được? Cậu à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ vào cậu mà vợ ta đã sống lại. Chúng ta phải đền ơn cậu ấy thế nào đây? Dạ không không, ông bà đừng nói vậy, con không nhận đâu. Sao cậu lại không nhận? Nhìn cậu cũng đâu có giàu có gì. Dạ con giúp chút sức mọn thôi, đâu có đáng gì đâu mà ông bà phải quan tâm đền ơn chứ. Dạ thôi con xin phép, con đi nha. Nè khoan, người tật nguyền như cậu vậy mà tâm tính tốt quá. Cậu tên gì ta cũng chưa được biết. Dạ con tên Đông. À cậu Đông nè, cậu tốt bụng lắm. Ở đời ở hiền gặp lành là lẽ đương nhiên thôi. Cậu đã giúp cho vợ chồng lão không màng ơn nghĩa, nên bây giờ lão đây sẽ đáp lại một việc nhỏ cho cậu. Cục bố, cục bố, cục bố đã biến mất rồi. Thật là kỳ diệu quá. Thì ra là ông có phép thuật sao? Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ á, cậu mau trở về làng đi chàng trai trẻ tốt bụng. Dạ có đội ơn ông. Đội ơn bà, thật là thoải mái quá, thật là sung sướng quá. Con về đây, cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà nha. Cậu Đông hết gù rồi hả? Dạ dạ phải. Là tôi nè. Chúc mừng cậu nghe. Ai mà nhìn quen quá vậy? Tôi ta hết gù rồi nè. Ta cũng thấy quen quen á. Tôi hết gù rồi. Anh Đông, anh Đông, phải anh Đông không? Tôi nè, tôi hết gù rồi. Cô nè, tôi hết gù rồi. Đúng rồi, đúng là anh Đông hết gù rồi. Nhưng mà anh Đông được thần y hay là cao nhân nào biến quá cho anh hết gù vậy? Đúng rồi, có phép lạ đó mọi người, có phép lạ đó. Chúc mừng, được có phép lạ đó. Nhờ có phép lạ tôi hết gù rồi nè. Tôi hết gù rồi. Tôi hết gù rồi. Chị Mai, chị biết chuyện gì chưa? Ủa chuyện gì lạ vậy, nói tôi nghe coi. Trời ơi, làng mình á đang náo loạn về cái chuyện của anh Đông Gù đó. Mà thằng Đông Gù nó làm sao? Nó bị gì hả? Thì đâu có bị cái gì đâu.
Hồi nào tới giờ người ta gọi ảnh là anh Đông Gù, nhưng bây giờ ảnh không còn là anh Đông Gù nữa, mà gọi anh ấy là anh Đông Tráng Sĩ. Ủa, thiệt sao? Mày có nhìn lầm ai không đó? Trời ơi, chị nghĩ sao mà em nhìn lầm hả? Xíu nữa chị đi ngang qua nhà ảnh, chị dòm là biết liền. Thằng đó từ nào giờ hiền từ lắm. Nếu đúng như vậy á thì thiệt là may mắn cho nó quá. Ừ. Thôi mình đi lẹ lẹ đi chị Mai. Họ đang nói về cái thằng Đông Gù đó sao ta? Ủa, mà hết gù là sao? Lẽ ra thì ngày hôm nay nó đi vô trong rừng đốn củi chứ, cái chỗ mà mình chỉ nó mà. Sao có chuyện hết gù được? Đó, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Tôi kể hết cho anh nghe, không nói láo nửa lời luôn. Ban đầu á, tôi chỉ nghĩ giúp ổng tìm ngọc trai mà thôi. Đâu có về được báo đáp đâu. Thần kỳ quá ha. Tôi giúp ông lão bởi vì thấy ông tội nghiệp. Ai dè ông có phép thuật, đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Mà sao tôi từng đi qua bên đó rồi mà không thấy cái nhà cửa nào hết ta? Hay là họ mới dựng lên? Ừ, cũng có thể là như vậy. Mà nghĩ lại tôi tức quá. Cái phước phần đó lẽ ra là của tôi, vậy mà ông giành mất phần của tôi. Cái gì? Trời đất, tôi giành của ông hồi nào? Thì đó, nếu như hôm qua tôi không bị đạp cái gai thì tôi đã gặp ổng rồi. Ổng sẽ chữa giúp cái bệnh tật chân của tôi rồi. Với lại tôi mà không chỉ cho ông á thì làm sao ông biết được mà tới? Ừ ha. Nhưng mà ông chỉ lấy được cái bướu trên lưng của tôi thôi, còn chữa được cái chân cho anh hay không á thì tôi không biết. Đã nói ông ta có phép thuật thần kỳ, chữa được cái bú của ông thì cũng sẽ chữa được cái chân của tôi chứ. Ngày mai tôi sẽ vô rừng, tôi đốn củi, tôi sẽ gặp ông ta và tôi van xin ông ta chữa cho tôi. Hả? Đừng đi vô chỗ đó, treo leo hiểm trở lắm. Cái chân con yếu như vậy á, rồi có đi nổi không? Hay là ngày mai á tôi đi cùng với ông. Thôi, được rồi, chuyện của tôi để tôi lo ha. Bây giờ tôi về, tôi chuẩn bị, ngày mai tôi lên rừng ha. Trụ như ông lão nhờ anh ấy làm việc gì nữa thì sao? Chân cẳng như vậy sao mà trèo đèo vượt suối được chứ? Chuyện cổ tích cho ta ước mơ, cho ta lớn khôn, rằng nàng tâm sẽ mãi sống vui bên đức vua. Tình anh em kéo sơn biết bao khi có nhau, lời dặn quê hương trong trái tim luôn.